Ai? Nếu không thì ngay đến tính mạng cũng không còn nữa rồi. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tôi kể cho cô nghe một tin động trời nhé. Thái tử tự sát. Gì cơ? Chính là vị thái tử đã bị phế truất đấy. Sáng nay hắn cầm dao định tự sát. Cũng may thị vệ gác cửa phát hiện sớm, nếu không thì mất mạng rồi. Cô nói xem có lạ không? Thái tử tuy đã bị phế bỏ nhưng vẫn được ăn ngon mặc đẹp, việc gì phải tự sát chứ? Đúng thế, tên thái tử này tuy có hơi đáng ghét nhưng dù sao cũng là người đầu tiên mình biết khi đến đây. Cô làm gì vậy? Đi đâu thế? Đứng lại, đứng lại. Chào hai vị đại ca. Nhanh lên nhé, nếu bị cấp trên phát hiện thì chúng tôi cũng không gánh nổi đâu. Nhanh lên. Thái tử. Tiên cô. Đúng là cô rồi. Tiên cô, hãy cứu tôi thoát khỏi đây. Cứu tôi thoát khỏi đây. Tiên cô hãy nghe tôi nói. Tôi thực sự không cố ý sát hại thập bát đệ. Tôi không biết phải làm thế nào. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Cô có biết ở đây tôi buồn thế nào không? Ở đây có rất nhiều chuột và rán. Tôi rất sợ, tôi thực sự rất sợ. Thái tử, tôi biết. Huynh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh nghe tôi nói. Huynh tuyệt đối không được coi thường tính mạng. Bởi vì con người chết đi rồi thì sẽ mất tất cả. Nhưng cô thấy đấy, tôi bây giờ sống còn có ý nghĩa gì? Tôi sống còn có ý nghĩa gì? Thái tử, theo sách sử viết lại thì thái tử sẽ bị phế ngôi hai lần. Đây mới là lần thứ nhất, có lẽ vẫn còn cơ hội được ra ngoài. Thái tử, huynh có tin tôi không? Tôi tin, tất nhiên là tin rồi. Vậy thì huynh hãy nghe tôi nói, hãy chịu khó sống cho tốt, không cần làm gì, cũng đừng nghĩ dại. Tôi đảm bảo huynh sẽ được ra khỏi đây. Có thật không? Tôi tin cô. Tin cô nói chắc chắn sẽ đúng. Tôi không tự tử nữa. Tôi sẽ không tự tử nữa. Vậy thì huynh hãy sống. Phải sống cho tốt. Tôi nghe lời cô. Phải sống. Tôi sẽ sống. Dận chân, gần đây con thật rảnh rỗi. Ngày nào cũng đến ăn cơm cùng Ngạch Nương. Ngạch Nương, đằng nào thì con cũng nhàn rỗi rồi. Chi bằng đến đây giúp Ngạch Nương giải sầu. Con có tấm lòng hiếu thảo là điều rất tốt. Nhưng Ngạch Nương ở đây đã có các cung nữ và thái giám hầu hạ. Con không cần lo lắng cho ta. Nhưng có một người đang cần con đến thăm. Ý Ngạch Nương là, con có biết chuyện nhị ca của con tự tử không thành không? Sao nhị ca lại nghĩ dại như vậy? Việc này cũng không trách nhị ca của con được. Từ nhỏ nó đã được ăn sung mặc sướng, quen được nuông chiều, giờ bỗng nhiên lại bị nhốt một chỗ. Ngay đến đi lại, ăn uống cũng phải nhìn sắc mặt của người khác. Có thể chịu đựng được đến ngày hôm nay đã là khá lắm rồi. Dận chân, nếu con thực sự có tấm lòng hiếu thảo thì không cần đến Vĩnh Hoàng Cung, mà hãy thay Ngạch Nương đến chăm sóc cho thái tử. Chuyện này nếu Hoàng A Ma biết thì sẽ không vui đâu. Trái tim con người ai cũng có lúc mềm yếu. Cho dù thái tử phạm phải tội lớn đến đâu thì tình phụ tử vẫn không thay đổi. Có thể con thấy gần đây hoàng thượng thường quan tâm đến bác A Ca, nhưng thực ra trong lòng hoàng thượng vẫn thương nhớ thái tử. Hai hôm trước hoàng thượng còn nhắc đến ngày sinh của thái tử nữa. Ngạch Nương ở trốn thâm cung đã lâu, không tiện thường xuyên đến tông nhân phủ thăm nom. Con có thể giúp Ngạch Nương làm việc này không? Nhi thần đã hiểu. Ngạch Nương hãy yên tâm. Được. Con đứng dậy đi. Tạ ơn Ngạch Nương. Sau này người nào có khả năng khiến hoàng thượng và thái tử trở lại thân thiết như xưa thì người đó coi như giúp được hoàng A Ma của con một việc lớn. Thính xa. Dừng lại. Hoàng thượng, có cần vào thăm thái tử không ạ? Đi thôi. Vâng. Khởi giá.
Các Thanh còn trình tấu gì nữa không? Nếu không còn gì thì bãi triều. Hoàng A Ma, Nhi thần có việc cần bẩm tấu ạ. Con nói đi. Nhi thần nghe nói tổng quản ở Tông Nhân Phủ đối xử với thái tử rất hà khắc, khiến thái tử có ý định từ bỏ mạng sống. Mong Hoàng A Ma ân chuẩn cho thái tử được rời khỏi Tông Nhân Phủ để chuyển đến sống ở biệt viện. Hãy mong Hoàng A Ma ân chuẩn bắn chú Tông Nhân Phủ chiến trị biệt viện cư trú. Việc giam giữ thái tử không phải là chuyện giải quyết trong ngày một ngày hai. Nếu con niệm tình huynh đệ thì sao đến tận bây giờ mới chịu nói những điều này? Hồi bẩm Hoàng A Ma, kể từ sau khi thái tử bị giam lại, Nhi thần sợ Hoàng A Ma không vui nên cũng không dám tham gia nhiều. Nhưng cách đây một thời gian, nghe nói thái tử bỗng nhiên muốn tự sát, trong lòng Nhi thần cảm thấy rất đau buồn. Suy cho cùng, dù thái tử có phạm phải lỗi lớn đến mấy thì huynh ấy cũng là con trai của Hoàng A Ma và là cốt nhục của Hoàng hậu Hách Xá Lý, là huynh trưởng đã cùng Nhi thần sinh ra và lớn lên. Vì vậy, Nhi thần khẩn cầu Hoàng A Ma khai ân, niệm tình phụ tử mà mở cho huynh ấy một con đường sống. Con có biết cách đây một thời gian, những người đứng ra xin cho thái tử đều bị trẫm cách chức và giải đi điều tra không? Nhi thần biết ạ. Con không sợ sao? Nhi thần không nghĩ đến chuyện có sợ hay không. Nhi thần chỉ thấy không nỡ để huynh trưởng của mình phải chết ở Tông Nhân Phủ. Hoàng thượng, tướng A Ca có tấm lòng nhân hậu, nhất thời hồ đồ nên mới bạo gan liều chết xin cho thái tử. Mong hoàng thượng nể tình tứ A Ca, biết trân trọng tình huynh đệ mà không trách mắng tứ A Ca. Hoàng A Ma, dẫn chân hoàn toàn không phải nhất thời hồ đồ mà đã suy nghĩ rất kỹ. Mong Hoàng A Ma minh xét. Thôi, bỏ qua đi. Coi như tên nghịch tử đó gặp may, vì có một huynh đệ chịu liều chết cầu xin cho hắn. Chấm nể tình ngươi và vị hoàng hậu đã qua đời, cho hắn một cơ hội. Lý Đức Toàn, có vi thần. Đưa thái tử ra khỏi Tông Nhân Phủ, chuyển về sống ở A Ca Sở. Vâng. Bãi triều. Cung tiễn hoàng thượng. Cứu cứu, tứ A Ca, con đi nước cờ này mạo hiểm quá. Hoàng A Ma lấy tấm lòng nhân hiếu trị thiên hạ. Thái tử là huynh trưởng của con, huynh ấy gặp nạn thì con nhất định phải giúp huynh ấy. Đây cũng là chuyện thường tình thôi mà. Lần trước đi Nam Uyển, Hoàng A Ma đã hiểu nhầm con rất nhiều, thực sự khiến con cảm thấy trong lòng bất an. Qua việc lần này, Hoàng A Ma sẽ hiểu hơn về con người của con. Đúng vậy. Tuy là thế, nhưng dù sao vẫn quá mạo hiểm. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp? Cữu cữu biết tính cách của con mà. Nhị ca, những ngày qua thật khổ cho nhị ca. Hồi mới vào đó cũng hơi khổ, nhưng sau khi gặp tiên cô và biết sẽ được ra ngoài thì huynh không thấy khổ chút nào nữa. Tiên cô? Tiên cô nào nhỉ? Chính là vị tiên cô biết rõ được quá khứ và tương lai, để không biết cô ấy thiêng thế nào đâu. Cô ấy nói huynh có thể ra, vậy là huynh được ra ngoài thật. Đi thôi. Tiên cô, đúng là cô rồi. Tiên cô, tiên cô, đó chẳng phải thái tử sao? Ngươi biết người đó à? Trước khi vào cung, nô tỳ đã từng hầu hạ ở biệt uyển của thái tử. Giờ ngươi đã là người của trước vương cung, những chuyện trước đây cũng nên quên hẳn đi. Dừng lại. Nhị ca, chuyện gì vậy? Là tiên cô. Nhị ca. Tiên cô, tiên cô, tiên cô. Nhị ca, nhị ca.
Tiên cô mà huynh vừa nói đến chính là cung nữ bên cạnh Hy Tần Nương Nương phải không? Đúng vậy, là cô ấy. Cô ấy chính là tiên cô. Tứ đệ, đệ thực sự không biết cô ấy linh nghiệm thế nào đâu. Kể từ khi cô ấy xuất hiện, mọi chuyện của huynh đều thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng sau khi cô ấy bỏ đi, thì huynh liền bị nhốt lại. Đệ nói xem, có xui xẻo không? Cô cung nữ này là mối liên hệ duy nhất giữa Hy Tần Nương Nương và bác đệ. Bình đang lo không tìm được cách nào để loại bỏ cô ta. Nếu như có tội danh dùng bùa phép gây họa cho thái tử thì... Đúng rồi, tứ đệ, đệ có thể giúp huynh một việc không? Nhị ca nói đi. Giờ huynh vẽ một bức tranh, đệ hãy sai người đi tìm nơi đó. Đó là nơi mà tiên cô muốn tìm. Lần trước chính vì huynh không tìm được nên cô ấy mới bỏ đi. Lần này dù thế nào huynh cũng phải tìm bằng được cho cô ấy. Có thế thì cô ấy mới ở bên huynh mãi mãi. Tứ đệ, đệ nhất định phải giúp huynh chuyện này. Không vấn đề gì, nhị ca. Võ thuật của Dận Tự rất khá, mang được chút phong thái của Trẫm năm xưa. Vâng ạ. Lão Ngô vừa nhìn thấy Bát A Ca liền nghĩ ngay đến cảnh tượng hoàng thượng bắt ngao bái năm xưa. Nhìn các A Ca nhiệt huyết đầy mình, Trẫm cũng thấy rất hào hứng. Hoàng A Ma, Hoàng A Ma, sao Hoàng A Ma lại? Đừng nhiều lời. Trên sàn đấu thì chỉ có đối thủ, không có Hoàng A Ma. Thể hiện hết bản lĩnh của con ra cho Trẫm xem đi. Vâng. Mình có nên giao chứng cứ này cho Hoàng A Ma hay không? Nếu mình giao thì Tinh Xuyên sẽ biến mất, bát đệ cũng sẽ bị thất sủng. Nhưng thái tử lại có thể dựa vào chuyện này mà trở về ngôi vị cũ. Hoàng A Ma tin tưởng bát đệ, truyền ngôi là điều có thể xảy ra. Nếu không ra tay hành động, hủy hoại vận may của hắn, thì tứ Akata sẽ không còn cơ hội gì nữa. Thái tử cho dù có được phục chức thì cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Mình cần chọn đối thủ ít nguy hiểm hơn.